Chào em yêu. Bố, sao bố không nói với con? Nói gì vậy con? Joe sắp được đi nghỉ đấy. Khi nhà không còn là nơi để trở về, vùng đất gia đình Ray sinh sống đã bị nhiễm phóng xạ nặng. Họ phải tìm một nơi để nương thân. Không sao đâu con. Không đâu bố. Chúng ta sẽ không ổn đâu. Bố có thấy gì không? Bố nghe thấy gì không? Liệu cả gia đình có được an toàn hay không? Cùng đón xem bộ phim ẩn giấu trên kênh Cinemax.